Kính thưa quý vị và các bạn, dù năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ và lâm sản, khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nhưng xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam vẫn đạt 13,17 tỷ đô la Mỹ, vượt 5,4% kế hoạch năm 2020, tăng 16,4% so với năm 2019. Đây cũng là năm mà Việt Nam đã vượt qua Ba Lan, Đức, Ý và chỉ đứng sau Trung Quốc trong top các quốc gia xuất khẩu gỗ và lâm sản trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu công nghiệp. Mới đây, tại buổi giới thiệu về sự kiện Vietnam Furniture Matching Week, tuần lễ giao thương quốc tế ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) cho biết, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ngành gỗ Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, năm 2020, ngành lâm nghiệp đã phải đối mặt với 3 thách thức lớn, đó là đại dịch Covid-19, đặc biệt là quý 1 và quý 2 năm 2020 khi chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy. Bên cạnh đó là tác động của biến đổi khí hậu, sự dị thường của thời tiết suốt từ đầu năm đến cuối năm, cạnh tranh thương mại toàn cầu khiến xuất khẩu gỗ và đồ gỗ phải cạnh tranh với hai nước có thị phần lớn nhất là Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ đã khống chế được dịch Covid-19, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, chủ động của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Sản xuất, Chế biến đồ gỗ và lâm sản đã phục hồi nhanh chóng, cả năm tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tăng trưởng của ngành lâm nghiệp năm 2020 chính là cứu cánh giúp toàn ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, đạt kim ngạch xuất khẩu đề ra. Tăng trưởng của ngành lâm nghiệp không chỉ giúp nông nghiệp tăng trưởng, mà đằng sau đó là thu nhập của người lao động, sinh kế của người trồng rừng. Tổng kết năm 2020, ngành gỗ lại ghi nhận một năm toàn ngành đạt thành tích rất đáng khích lệ khi kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 13,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% so cùng kỳ năm 2019 và vượt 5,4% kế hoạch năm 2020. Có thể nói, kim ngạch xuất khẩu lâm sản đã vượt kế hoạch và là cứu tinh trong nhiệm vụ xuất khẩu của cả ngành nông nghiệp trong năm 2020. Đáng chú ý, đây cũng là năm Việt Nam đã vượt qua Ba Lan, Đức, Ý và chỉ đứng sau Trung Quốc trong top các quốc gia xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu công nghiệp. Hiện, tình hình đơn hàng xuất khẩu với doanh nghiệp ngành này đang có chiều hướng tăng lên. Đáng chú ý là thị trường Mỹ. Ông Phương cho biết, đến năm 2021, bên cạnh mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 14 tỷ USD, ngành cần chú trọng đến các chỉ số quan trọng khác như năng suất lao động, giá trị sản phẩm, các yếu tố phát triển bền vững về xã hội và môi trường. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành, để vượt qua thách thức và hoàn thành mục tiêu, doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tận dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi đa dạng hình thức tiếp cận khách hàng là giải pháp hết sức cần thiết, ông Phương chia sẻ. Bà Dương Thị Minh Tuệ, Ủy viên Ban chấp hành HAWA cũng đồng quan điểm và chỉ ra rằng để có thể giữ vững vị thế, việc giữ chân khách hàng và tìm kiếm thị trường mới phải được triển khai xuyên suốt. Theo bà, tháng 3 và tháng 4 được xem là thời gian đặt hàng lớn nhất trong năm và đã trở thành điểm hẹn thường niên cho các nhà mua hàng quốc tế tại nhiều hội chợ lớn ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng từ dịch bệnh mà những sự kiện thường niên này không thể diễn ra. Do đó, trong bối cảnh bình thường mới, doanh nghiệp thực sự cần tận dụng tối đa các kênh quảng bá, xúc tiến thương mại từ online cho đến offline để duy trì sự hiện diện và năng động của mình đối với các nhà mua hàng. Và số hóa công tác triển lãm, giao thương chính là lựa chọn hiệu quả nhất hiện nay. Vietnam Furniture Matching Week được tổ chức vì nhu cầu này, bà Tuệ phát biểu. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 4. Chuỗi sự kiện này nhằm kết nối nhà sản xuất Việt Nam với hàng ngàn khách hàng quốc tế cùng các văn phòng đại diện của họ tại Việt Nam. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Vietnam Furniture Matching Week là sự kiện Furniture Sourcing Day diễn ra vào ngày 14 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 khách mời là nhà sản xuất và đối tác trong và ngoài nước với các tên tuổi lớn trong ngành như King Fisher, IKEA, Ashley, Terita. Bên cạnh đó, Vietnam Furniture Matching Week sẽ tiếp cận nhà mua hàng toàn cầu bằng các hoạt động online trên nền tảng trực tuyến hopfairs.com. Cụ thể, sự kiện triển lãm trực tuyến và online B2B Matching trên nền tảng trực tuyến sẽ giới thiệu hơn 100 nhà sản xuất Việt Nam với gần 10.000 sản phẩm. Theo đó, khách hàng trong nước và quốc tế đều có thể truy cập Hop, một nền tảng triển lãm trực tuyến 3D đầu tiên của ngành công nghiệp nội thất Việt Nam để tham quan hàng loạt mẫu thiết kế mới nhất của công nghiệp nội thất Việt Nam. Ông Phương nhận định, với vị thế là quốc gia đứng thứ hai trong xuất khẩu nội thất toàn cầu năm 2020, Việt Nam đang là ngôi sao sáng, sự lựa chọn tiên phong của các nhà mua hàng quốc tế.